Chào mọi người, thì ở đây thì mình đang test và dùng cái micro. Mình hát thử mọi người thử coi cái bản thu nó như thế nào. Mùa thu đã qua đi, em đâu hay biết thu ta, mà lòng còn đã say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ, mơ đôi chúng ta không dừng. Trong cơn say em vội vàng đã lãng quên, và rồi em đã quên đi câu nỗi hôm nào. Nhìn cuộc tình ngỡ ngỡ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra, anh không xót xa đến mình. Anh mong tia nắng ấm. Hello, xin chào mọi người và chào các bạn đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay Thiên Vũ sẽ cùng mọi người làm một video hướng dẫn mọi người cách cân chỉnh dòng van số mà có thể nói là đã lâu rồi không có mặt ở thị trường Việt Nam vì đã không còn hàng, thay thế cho đó là chính là dòng JBL KX180. Thì nay sự có mặt trở lại của JBL KX200 cũng là một điểm bất ngờ cho mọi người. Thì hôm nay mời mọi người cùng Thiên Vũ mở cái thùng nguyên siêu JBL KX200 ở của 3 sao phân phối nó như thế nào và cách setup như thế nào. Thì hôm nay Thiên Vũ sẽ chia sẻ mọi người cách setup của dòng kit này, nhưng mà mọi người cứ yên tâm, khi mua hàng tại Thiên Vũ là kỹ thuật Thiên Vũ đã hỗ trợ setup tận nhà dựa theo không gian cũng như là thiết bị các bạn đang có. Rồi Thiên Vũ sắp tới sẽ làm một clip so sánh giữa kit 200 và kit 180 cho mọi người cùng xem, nhưng hiện tại mức giá của kit 180 đang vẫn cao hơn so với kit 200. Thì nhưng mà cái gì nó cũng có giá nó, thì tại sao nó cao hơn thì mời mọi người xem clip lần sau. Còn hôm nay là sẽ hướng dẫn mọi người tập trung vào cái KX200, mở hộp ra xem hàng chính hãng nó như thế nào, và kế đến chính là chúng ta sẽ cùng nhau xem là cách chỉnh KX200 nó có dễ hay không. Ok, mời mọi người cùng theo dõi. Ok, trước mặt các bạn đây chính là thùng van số. Thì một block của nó, một thùng này thì nó sẽ bao gồm 4 cái. So với dòng dựng đứng lên giúp anh. So với dòng mà đâu có đứng mặt kia kìa, nó mới có tem. So với cái dòng mà KX180 á thì một block của, so với cái dòng mà KX180 á thì KX180 á nó một block, một thùng của nó là 5 cái, nhưng mà KX200 thì một thùng nó thì nó chỉ có 4 cái thôi. Thì ở đây mọi người thấy thì nó có một cái tem nhập khẩu nè, rồi tem băng keo để 3 sao họ đâu dán tem của họ vô những sản phẩm cá nhân của họ. Thì ở đây thì giống như KX180 mà Thiên Vũ chia sẻ thì mỗi dòng nó sẽ có một cái, trong cái thùng này nó sẽ có bao nhiêu cái và số email của từng cái lẻ bên trong của thùng này. Đó, thì thùng và máy và vỏ hộp nó sẽ trùng số email với nhau của nhà hãng, thường họ sẽ trùng khớp như hết. Để tại vì họ kiểm soát về cái chất lượng á. Đây là mọi người thấy nó đi một liền khối không? Đây là 0131 nè, 132, 133, 134 nè, đó. Thiên Vũ đọc ngắn vậy chứ chắc nó sản xuất ra chắc nhiều cái lắm, chắc ở đây là có thể là cái số lượng hàng nó ra nên nó đánh ra thành cái chữ số email luôn. Và tất cả sản phẩm này đều là made in China nha mọi người. Ở đây nè, cái ký tự mọi người để ý nè, chia sẻ mọi người biết luôn. Thì ở đây nó ghi rõ ràng là made in China đàng hoàng ha. JBL KX200 nó gạch ngang đây tức là China, tức là nó đang phân biệt đây là China sản xuất đó mọi người. Đó. China là nhà máy lắp ráp ở tại China ha mọi người. Và đây là địa chỉ của nhà máy lắp ráp cái dòng KX200 của JBL đặt tại đó nè. Họ cũng có CO, CQ đồ đầy đủ mọi thứ email. Thì giờ mọi người mở cùng chúng ta cùng mở ra xem. Ok, mở ra đi. Đây mở thùng này ra. Thì mở thùng ra thì các bạn thấy đầu tiên đó chính là tem 3 sao. Thì đây là cái phiếu của 3 sao. Đó, đây là cái phiếu của 3 sao mọi người ha. Đây là phiếu bảo hành của 3 sao. Đó. Và nó bao gồm các số email. Và nó có phiếu, nó cũng phải có cái mộc của 3 sao nữa nè. mã số phối của ba sao phân phối. Vì nói thật ra thì hầu như ba sao họ phân phối tất cả các dòng âm thanh này rất là nhiều, họ làm rất là nhiều thương hiệu trên thế giới rồi, những dòng lớn những dòng khủng họ cũng đã làm hết rồi đấy. Từng cái ba cái phiếu mua hàng chính hãng thì các bạn yên tâm về ba giấy tờ rồi nguồn gốc xuất xứ cứ yên tâm ha. Còn mua các bạn mua hàng giá rẻ hơn thì cứ xem cái tem đi, còn nói chung là hên xui may rủi thì nó rẻ hơn bù qua sớt lại. Rồi mở lên em. Rồi tiếp tục là mình sẽ kiểm tra về vấn đề số email. Rồi ở đây thì ở ngoài cái thùng thì nó cũng có số email của một trong những cái cây đó này, mọi người thấy không đó, nó có số nè 1131 nè đó, cái thùng nó cũng có nè, nó có số email. Chúng ta kiểm ra hàng có chất lượng hay không, có chính hãng hay không nữa, mọi thứ tem miết vóc ván đồ đó. Và cái X200 thì có vẻ cái thùng nó gọn gàng hơn cái X180 nha. Rồi ok, mở ra một cái luôn đi, đại diện một cái luôn, cắt luôn đó, lột được không, lột. Rồi thì chắc chắn là hãng của họ cũng phải đã tháo ra rồi mọi người ạ. Thiên Vũ chia sẻ thẳng là hãng ba sao họ phải tháo ra, vì không tháo ra làm sao mà họ dán tem đó. Mà bịch thì các bạn thấy mọi thứ nó còn rất mới, vì họ không phải là họ tháo bịch ra mà họ chỉ cần xé ngắn cái đoạn này thôi để họ dán cái tem bảo hành của mình đó. Đây là Thiên Vũ lấy trực tiếp luôn nha, nhập trực tiếp của ba sao đàng hoàng, hàng chính hãng hết, Thiên Vũ không bán hàng ngoài luôn đó. Thì trong cái hộp này thì nó cũng sẽ có bao gồm luôn cả là cái dây nguồn, rắc nguồn, rồi bỏ một bên, rồi cái bắt tay, cái bắt cho mấy hệ thống đi sự kiện á, cho tủ máy đồ này nọ đó, với lại bốn cái mút chống rung, chống cách giữa các thiết bị khác với nhau á, để cho im với lại cho nó chống trượt á đó, họ cho mình. Và quyển sách mới của JBL KX200 đó mọi người đó. Rồi em lấy một con ra kiểm tra cái số email trên con này luôn, mở ra cho mọi người xem. Lấy luôn, lấy con mới ra luôn, lấy con mới ra xét luôn hả? Coi không thì hướng dẫn mọi người cách xét đi, rồi Thiên Vũ sẽ lấy cái con cũ mở ruột bên trong cho mọi người cùng xem luôn ha, mở ruột bên trong cho mọi người xem của con này luôn. Tại vì các bạn chia sẻ mọi người này, con này Thiên Vũ đã bán lâu rồi nè, nhưng mà vì nó hết hàng nên bỏ mã, nhưng mà vì nó hay quá nên Thiên Vũ giữ lại tem, Thiên Vũ vẫn kỹ, Thiên Vũ xài đồ kỹ lắm, tem vẫn còn giữ nè. Rồi lát nữa Thiên Vũ lau sơ lại coi nó như mới, rồi Thiên Vũ sẽ dùng cái con mẫu mình cách đây đã cả năm hơn rồi thì sẽ mở ruột cho mọi người xem trải nghiệm bên trong của con van số này như thế nào. Mời mọi người cùng xem. Nếu thấy clip thật hay nhớ đừng quên bấm like cho Thiên Vũ nha. Cảm ơn mọi người. Rồi em mở cái số email này kiểm tra giúp anh cái đi đã. Đó, mọi người mua hàng thì mọi người kiểm tra nhất là thùng lớn nè, thùng nhỏ nè, tem 3 sao nè, phiếu bảo hành 3 sao nè, số series của máy và thùng, 3 mẫu thùng nó phải trùng khớp với nhau hết nha, để phân biệt hàng chính hãng hay không nha mọi người ha. Và đặc biệt nhớ là phải có tem của 3 sao nè, số email nó phải là hàng mới hết, phải trùng tem với nhau, sổ bảo hành cũng phải là cũng trùng với số series luôn. Mọi người lưu ý với điểm này nha. Rồi bây giờ mời mọi người đến với Phan Huy, mổ ruột luôn cho khách coi luôn, mổ đi, đừng cắm điện lát nó giật á. Ok bây giờ mời mọi người cùng xem, chơi lớn với mọi người luôn, khui cái con cái X180 cho mọi người luôn. Đây là con hàng Thiên Vũ xài lâu lắm rồi. Clip Thiên Vũ quay có lâu thì mọi người thông cảm, vì Thiên Vũ không có tua, không có làm nhanh gì cả, mà Thiên Vũ muốn không có bị ngắt đoạn vì nó sẽ mang tính chất về minh bạch hơn, nên mọi người xem thì mọi người có thông cảm. Vấn đề là mình làm một clip cái chủ đề làm cái gì nó thực tế, khách hàng có thể nhìn nhận ra được, chứ không phải là mình làm để mình tua ba tua lẹ thì chi mất công, nên mình sẽ mở cho chậm. Nếu các bạn thấy coi lâu quá thì Thiên Vũ bó tay thôi, Thiên Vũ vẫn thích làm những cái clip nó chậm chậm như vậy đấy. Đó bây giờ các bạn đang chuẩn bị lấy đồ khui nè, đợi các bạn lấy con vít cũng nửa tiếng. Mọi người thông cảm nha. Mình ở đây là mình khui á, là mình khui hàng mới chứ không phải là hàng bãi. Hàng của Thiên Vũ ta phần bán tất cả là hàng đều có tem rồi, nhập khẩu tất cả đầy đủ giấy tờ hết á, nên nó không phải là mọi người muốn khui đâu. Thì bản thân là những cái con này là Thiên Vũ đã mua rồi, nên Thiên Vũ được quyền được phép khui tùy ý Thiên Vũ, vì đây là tài sản của Thiên Vũ mà, nên Thiên Vũ sẽ chơi cho mọi người luôn, bỏ cái tem 3 sao luôn, bỏ bảo hành luôn. hàng chất lượng thì bản thân bảo hành cho có thôi chứ ít khi nào lỗi lắm, nhưng mà đôi khi vẫn có nha mọi người, chứ cũng đừng ỷ lại, tỷ lệ có cũng khá là nhiều á. Đồ điện tử mà nhiều khi nó đã lỗi từ trong cái xưởng sản xuất nữa chứ không phải riêng gì nói đến vấn đề là sản phẩm nó lỗi. Mẹ xả lấy bộ lục giác đi, lấy bộ lục giác phải không, xả cái này mới lấy ra được. Rồi gắn vô lục giác bự rồi, nhỏ xíu nữa. Nó ở mặt trước mọi người cũng lấy, mọi người phải lấy cái con lục giác mọi người sắn trước ra. Ủa có size nào vậy? Con bự hơn chút đi. Bự hơn chút, không có nhỏ hơn. Ông Huy không thấy đường. Cái này là út ngoài cửa. Cái size nào ta, sao size con cái ít này ngộ giờ? Không được. Ồ, gặp trục trặc rồi, cái size series này nó không trùng khớp với lại cái series, mấy con lục giác của cái X180 mọi người ơi. À, rồi ok, đã tìm ra cách này ha. Ở đây nó có một cái con, chúng ta chỉ cần mở một con lục giác ngàm đây thôi. Thì nếu mà khách hàng nào muốn an tâm hơn coi kiểm tra kiểm chứng á, thì chúng ta cứ mua rồi chúng ta tự mổ ruột mổ bụng ra, chúng ta kiểm tra linh kiện của nó. Và hoặc là chúng ta mua lại của ai cũ của ai á, thì mọi người dùng cái dựa trên cái bản mẫu này của Thiên Vũ mà mọi người làm nha. Mọi người đi mua sắm mua cũ lại mọi người cứ kiểm tra bằng con này. Đó, thì ở đây thì đầu tiên các bạn vô thấy chính là cái bộ nguồn. Đây, quay cận cảnh cho mọi người ha. Đó, đây là bộ nguồn của cái KX200. Bị ánh sáng dạo quá. Kéo lại xíu cho ánh sáng. Đó. Đây là bộ nguồn nè mọi người. Cái này nó không lấy nét được. Đó. Bộ nguồn của nó. Mình thấy kỹ ha. Xong rồi. Mời mọi người chiêm ngưỡng bên trong ruột rà của con KX200. Đó. Quá cận cảnh, quá nét ha mọi người ha. Đó. Và KX200 cũng vẫn sử dụng là analog revive ADXP21489. Đó. Mọi người xem ha. Đó, mời mọi người trải nghiệm. Và đây nó cũng có số email của linh kiện. Nói chung là mấy cái đồ chính hãng, đồ nhập thì đã tất cả đều có email riêng á. Rõ ràng. Rồi họ muốn kiểm soát mà. Đó, bên đây nó thấp quá. Đó. Thấy kỹ không mọi người? Thiên Vũ đang lấy nét từ chút cho mọi người xem á, cho mọi người sẽ có trải nghiệm kỹ càng hơn. Đi mua hàng chúng ta cứ dựa vào clip Thiên Vũ mà chúng ta cứ soi. Đó. Khách hàng cứ yên tâm mua hàng Thiên Vũ. Cái câu slogan của Thiên Vũ là an tâm mua hàng, nguồn gốc rõ ràng. Đó, hàng xuất xứ đâu rõ ràng hết. Đó, mời mọi người xem. Để những con tụ nó làm cũng là sắc ha. Những con tụ nó nhỏ xíu nó làm cũng sắc ghê á. Mọi người nhìn chi tiết không? Để quay cận cảnh những cái góc tụ, những mối hàng của nó xem, mọi người xem sao. Đó. Quá cận cảnh luôn. Quá nét. Đó, từ khu vực nhột một. Rồi kế đến chính là chụp toàn cảnh một tấm để dành avatar cho khách hàng đi mua hàng là hoặc là mua cũ của ai đó, mọi người có thể so sánh. Cái KX180 của Thiên Vũ nó KX200 chứ lộn, bán hoài lộn hoài. Đó. 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 Để Thiên Vũ chụp hình ra nha mọi người, để vừa quay vừa chụp hình luôn. Rồi xong. Thiên Vũ sẽ để một cái clip bên kia. Rồi. Mời bây giờ chúng ta sẽ nhiệm vụ là để nguyên siêu vậy không gắn lại luôn. Mời bạn kỹ thuật setup. Rồi cắm điện lên. Dứt. Mời anh chủ phòng kỹ thuật. Rõ ràng mọi người ha, đó quay cho mọi người quay cận cảnh nè. Các bạn làm video clip gì đó mà giỏi về trong cái mạch bo mạch điện tử thì nhờ các bạn đánh giá dùm cho khách hàng, giúp Thiên Vũ luôn nha. Thiên Vũ bán hàng thì Thiên Vũ cứ dựa vào cái chính sách, rồi vừa dựa vào cái chất lượng sản phẩm, rồi dựa vào âm thanh thôi. Chứ còn mà nói về mấy cái linh kiện bên trong này thì bản thực chất là Thiên Vũ toàn đọc thông số ở nước ngoài thôi. Chứ còn những cái nào mà về con tụ hay là như thế nào thì Thiên Vũ không rành. Thì Thiên Vũ biết là sẽ có rất là nhiều bạn giỏi về lĩnh vực này thì dựa vào clip Thiên Vũ mà làm chia sẻ cho khách hàng ha. Qua lần nữa. Rồi. Ở trong thời gian này Thiên Vũ cũng đã kết nối với nó. Rồi. Chuyển qua chế độ bự lên, phóng bự, con này phóng bự được mà. Đó. Phóng bự lên, con này phóng bự được. Đó. Rồi đây chính là chuyển qua chế độ English. Và đây mọi người có thể thấy thì ở đây chính là giao diện của KX200. Thì nó có phần đơn điệu hơn. Tool nó mọi người ở đây nè, EQ filter thì bản thân ở đây là nó hiển thị cho mình chỉ có 3 cần thôi. Nhưng mà cái KX200 này nếu mà các bạn muốn anh lấy giùm em lấy giùm anh một con 8 kg. Em chưa đang nói phân tích cho mọi người hiểu. Em lấy từ từ em lấy giùm anh cái con chuột không dây đi. Ở đây á, nó hiện là cho mọi người, tức là hãng cho mọi người sử dụng tối đa là 8 cần EQ, nhưng mà trên thực tế á, là ở trên màn hình EQ hiện tại mọi người là nó chỉ cho có 3 cần thôi. Thì để làm sao nè mọi người, chứ 3 cần là 1, 2, 3. Thì để làm sao mọi người xài thêm được nhiều cần khác thì các bạn chỉ cần dùng con chuột không dây hoặc là bàn phím á, chúng ta bấm tích cái chuột bên phải, thay vì chuột trái là chuột OK chúng ta tích chuột bên phải thì nó sẽ ra nè. Thiên Vũ bấm nè, từ từ lấy dùm chuột đi. Khoan xin lỗi mọi người nha. Chúng ta chỉ cần lâu quá không dùng lại quên rồi, chúng ta nhấn chuột trái chúng ta kéo là nó sẽ ra cái mục thứ tư. Rồi chúng ta nè, nhấn chuột trái này, chúng ta chọn vị trí mà muốn đặt á thì chúng ta đặt ở đây đi. Ví dụ ra quay xa đặt ở đây thì các bạn nhấn chuột trái giữ và kéo nó xuống thì nó sẽ ra mục thứ 5. Đó mọi người thấy không, nó sẽ ra 5 và tối đa của nó là được 8 cần chỉnh EQ ha. Rồi. Tiếp tục sao điện thoại mờ hoài vậy ta. Rồi ok. Rồi. Cho anh đòi lấy cái con chuột không dây đi cho anh Huy làm chỉ cho dễ. Dùng bát miếng gì chạy lên xuống. Cái dài á. Không được đâu. Không giấy chuột này được không? Rồi được rồi nè. Giấy dày á Thành ơi. Mọi người thông cảm chờ Thiên Vũ xíu nha, để Thiên Vũ làm cái con chuột cho nó ok lại. Đây miếng lót chuột nè. Rồi mọi người thấy đây. Rồi ok, là đã thấy mọi người đã thấy chuột ha. Thì bây giờ mọi người thấy ở đây là có những cái EQ và cái chỉnh. Bây giờ anh chỉnh qua music coi. Music, phần music chuyển qua. Thiên Vũ sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh luôn là từng phần. Thì ở đây là phần music. Thì cái phần music này thì nó tối đa, mọi người nhìn đây là nó sẽ biết cái số tối đa của EQ nó, cái phân số cho mình thì là được 8 cần. Rồi ok, mọi người có thể biến tấu nó các kiểu. Rồi chuyển qua phần mid Huy mid từ từ chỉnh để cho mọi người hiểu cái đó. Rồi riêng với phần mid thì với phần mid này á, các bạn có thể họ thấy không, nó cho ra tại vì mid thì cần xử lý nhiều hơn thì nó cho ra là 15 cần EQ. Để quay lại gần cảnh mọi người. Mid cho ta xử lý 15 cần. Rồi ok 15 cần. Rồi echo reverb luôn. Cái 180 thì dễ dùng lắm, mọi người đừng có nhìn vậy nó khó dùng. Rồi echo thì nó cho ta được 5 cần. Rồi reverb cho ta được 5 cần luôn. Main cho ta được 8 cần EQ. Rồi tiếp luôn. Center cho ta được 8 cần EQ. Sub 5 cần. Surround 8 cần. Đó, tức là Thiên Vũ đã cho mọi người biết từng phần bên trong con này là cái hiệu ứng chúng ta sử dụng là nó chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ chuyển qua cái phần music trước đi. Rồi với đối với phần mà music này á thì nó sẽ cho các bạn hai nè, cái hai để chúng ta cắt giải đi. Rồi cái đó, rồi ok. Rồi cắt giải thì các bạn có thể kéo cần bên đây cũng được nè mọi người. Ở đây nè. Rồi. Đó kéo lên. Đúng rồi. Các bạn hãy kéo bên đây nè. Rồi đúng rồi. Kéo lên để cho mọi người thấy để hiểu. Rồi đó, kéo đó. Các bạn hiểu cái cần này để làm gì, để ví dụ chúng ta không muốn sử dụng những cái dải này. Ở đây là các bạn, ở đây là decibel nha, ở đây là decibel. Cần dọc là đây, cái cần dọc là đại diện cho mức gain âm lượng, đó là decibel. Còn cần ngang tức là dải kHz á, bản thân là từ 20Hz cho đến 20 kHz, nhưng mà Thiên Vũ gọi là kHz đi cho nó quen miệng rồi, nó dễ. Mà quan trọng là các bạn hiểu là vấn đề, các bạn hiểu là được rồi. Đó, rồi ok. Rồi cái cần cái bên low. Đó, low tức là chúng ta kéo ngược chiều lại, chúng ta cắt đi những cái dải. Thì bản thân lỗ tai con người chúng ta nghe là chúng ta chỉ nghe được từ 30Hz cho đến 16 kHz thôi. Mọi người nên nhớ nè, tai người nghe chỉ nghe được ở dải tầng 30Hz đến 16 kHz thôi, còn 20Hz chúng ta cũng không nghe được đâu. Cái này là để dành đuổi chuột. Đó. Cái này để dành đuổi chuột mới nghe được cái dải đó thôi. Rồi, ok, tiếp tục. Đó là phần về cái phần EQ. Thiên Vũ chia sẻ nó nói chuyện hơi vui xíu nha, mọi người đừng trách. Rồi vậy kêu rồi phần mid, chuyển qua phần mid đi. Ui, mid. Ừ, rồi, phần mid nó cũng y vậy nha mọi người, giao diện nó giống y xì như nhau hết, không có khác gì hết á. Rồi. Đó mọi người thấy không? Mid á, thì nó có bao gồm là cái này là volume tổng của toàn thể, là bao gồm là volume của music nè, volume của mic nè, volume của effect nè, nó rất là dễ dùng. Không có khó dùng như mọi người nghĩ. Đó, rồi tiếp tục. Rồi chuyển qua phần effect đi. Echo. Thì echo thì đây tất cả cái cụm này cụm chung rồi không nói. Ở đây là cái cụm mà mọi người sẽ control nó nè, nó echo nó cũng giống như nhau hết cả nó, tính năng. Rồi ở đây thì nó có mid nè, DRI level nè. Thiên Vũ không hiểu nó nhưng mà vấn đề không khó. Tiếng nào của nó là dùng để trộn tiếng mic thô vô. Rồi ok, để riêng nó đi, cái đó tiếng Anh là không đọc rồi. Cái đây là echo nè, còn đây là delay nè. Còn đây là time là cái thời gian nó lặp lại nè. Repeat là cái kiểu như là số lần lặp lại, nó cũng giống như âm ly nè. Rồi cái này là để chúng ta cân chỉnh cái delay của cái delay của bên, tức là cái kênh channel trái và phải đó. Đó. Rồi tiếp tục. Qua reverse cũng vậy luôn, nó cũng rất là dễ. Reverse nè, rồi time nè, cái đuôi là cái đuôi reverse, có dài đuôi không hay ngắn đuôi á. Mọi người chọn ở những điểm này. Còn đây có level thì reverse level thì cũng coi như là cái gain đi cho mọi người dễ hiểu, bản thân nó là gain mà. Rồi cái gain. Rồi nè, tại vì cái nào hiện chữ dB là gain hết cho mọi người. Là volume hết, dB nè. Mọi người thấy không? Sao nó không lấy nét được ta? Đó, ok. Rồi, Huy làm một cái cho mọi người đi. Rồi, có cần chỉnh cách sell không ta? Chỉ mọi người cách sell đi. Rồi ok. Sell. Rồi chỉ mọi người cách sell đi. Rồi, bây giờ mọi người bấm đi sẽ nói. Rồi mọi người sell thì mọi người thấy không, nó kéo xuống thì nó sẽ thể hiện cho mọi người là khi mà mọi người chỉnh xong rồi bấm vào store. Tất cả ban số đều cũng vậy, store là chúng ta sell lại. Rồi, ở nước ngoài thì thử sử dụng là store nha mọi người, Trung Quốc thì sử dụng là sell. Nhưng mà ở nước ngoài thường sử dụng là store và record là lôi cái file ra, còn store là lưu nó lại. Còn những hàng mà châu Á mình thường là sell và cancel gì đó. Đó, user chúng ta đặt tên là chúng ta bấm ok thôi. Chúng ta đang chỉnh cái nào. Đó, chúng ta sẽ đặt tên. Rồi bấm vô chữ driver. Rồi, driver setting. Thì driver setting này rất là dễ, Thiên Vũ đã có làm clip cho mọi người dùng rồi. Thì cái driver setting này á thì mọi người nhìn, mọi người chỉ cần đọc thôi mọi người hiểu à. Mọi người không có khó. Là micro max volume, tức là các bạn muốn là cái này là nó chạy maximum, của khi mà chúng ta vặn maximum là nó không, tức là mình đang làm vật cản giới hạn nó lại, không cho nó đi quá cái mà mình mong muốn. Còn cái mid volume input in vào á là bản thân là nó đang muốn cho mọi người là biết là khi mà mới mở máy lên cái volume này sẽ chạy tới bao nhiêu là được. Ví dụ các bạn cho nó chạy 3 phần thôi, còn max là 8 phần thì mới mở máy lên là nó sẽ chỉ lên 3 phần. Đó, vậy đơn giản thôi. Rồi ở đây y vậy luôn, effect và music chỉ có vậy thôi là xong. Rất là đơn giản, không có gì khó. Đó, nhưng mà các bạn mua hàng Thiên Vũ thì Thiên Vũ đã set sẵn rồi. Rồi, tiếp tục đi anh, set thử một con echo reverse cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ Thiên Vũ mỏi tay quá, cho Thiên Vũ thả điện thoại xuống xíu để set xong rồi cắm âm thanh trực tiếp cho mọi người cùng trải nghiệm thử. Thành ơi, lấy gì bằng cái micro. Bây giờ hôm nay sẵn tiện cho mọi người trải nghiệm thử cái micro Audio Technica luôn nha. Cho mọi người trải nghiệm thử cái micro Audio Technica luôn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn một cách. Bây giờ mình đã mở máy tính lên rồi. Bây giờ mình sẽ gắn micro và âm thanh nó sẽ thu trực tiếp từ cái van số đi ra cái điện thoại cho các bạn nghe. Nhưng mà bản thân á, thì Thiên Vũ phải cân chỉnh trước. Tại vì không cân chỉnh á, tại vì khi mà echo ở một không gian loãng ở ngoài trời á, nó sẽ khác với một phiên bản mà thu âm thanh gốc trực tiếp á. Thì cái điểm này mà Thiên Vũ chia sẻ thêm luôn là mọi người nên lưu ý khi các bạn dùng cái sản phẩm này để chúng ta hát livestream thu âm thì nên hãm echo lại bớt. Tại vì khi echo mà không đi qua một không gian á thì nó lại khác, mà khi mà echo đi thẳng trực tiếp vào thiết bị thu âm á thì nó lại là khác nữa. Nên mọi người nên cân chỉnh lại. Thường thường á, echo mà để cho mọi người hát vừa ok ở không gian ngoài đó thì nó vừa đủ với bạn. Nhưng khi mà thu âm là trên điện thoại chúng ta echo bị dư rất là nhiều, nên chúng ta phải khi mà hát thu thì chúng ta nên cân chỉnh hãm echo lại, hát chấp nhận nghe ở lỗ tai phía bên ngoài nặng tí xíu, nhưng mà khi thu âm xong echo ok ha. Đó là một chia sẻ thêm cho mọi người. Còn bây giờ Thiên Vũ sẽ xét sơ về cái chia sẻ mọi người cách chỉnh này tí xíu, rồi sau đó hát thử vài câu. Thiên Vũ hát dở nhưng mà để cho anh em hát ha, nhưng mà Thiên Vũ chia sẻ cho mọi người. Ok, mời mọi người nhìn vô cái màn hình vi tính. Rồi quay gần cảnh luôn, rồi cận cảnh luôn, quay lại gần luôn. Rồi mọi người chờ Thiên Vũ xíu ha, clip hơi lâu nhưng mà nó đầy đủ. Rồi ok, đầy đủ ha, mọi người nhìn trên màn hình ha. Thì màn hình ở đây thì giờ Thiên Vũ sẽ chỉnh về phần nhạc. Bây giờ mời Huy play nhạc giúp dùm. Bây giờ Thiên Vũ sẽ mute cái tiếng này đi. Đó. Đó. Mọi người thấy âm thanh mọi người đang nghe là đang nghe âm thanh gốc trực tiếp từ cái van số đi ra cái ngõ ao. Thiên Vũ tận dụng nó lại. Bây giờ Thiên Vũ sẽ chỉnh về cái bass thì tùy theo cái loa. Ví dụ mọi người chỉnh á, mà ví dụ không có sub á thì chúng ta nên chỉnh như thế nào, và mà nếu mà có sub á thì chúng ta nên chỉnh như thế nào, và chúng ta cũng phải nên biết cái dòng lo hiện tại chúng ta sở hữu và nó sẽ đáp ứng tốt những ở dạy tận nào để chúng ta tối ưu được cái lo của mình. Thì bây giờ Thiên Vũ đang dùng cái dòng lo CV, quay lên dòng lo CV cho anh. Đây là dòng lo CV, đây là dòng lo 3 tấc, đang test thôi, đây chỉ là demo thôi. Đây là dòng lo 3 tấc thì hiện tại Thiên Vũ câu là không có sub. Và cái dòng lo 3 tấc này với cái khả năng là thùng nó rộng, cái thùng nó đóng có một khoảng không rất rộng nên dãy âm bass nó rất là tốt. Nên bây giờ Thiên Vũ sẽ chỉnh nó sẽ thành có sub luôn, nó đủ âm bass. Đó là giờ mọi người cùng theo bộ chỉnh thế nào. Còn những cái lo nào đã có sub rồi thì chúng ta hãm đi, đừng làm theo. Tùy, tại vì mỗi lo khác nhau, van số micro khác nhau mọi thứ, nên mọi người dựa vào lỗ tai của mình chỉnh nha. Chứ còn vấn đề âm thanh là không có chỉnh hay trên online được rồi, dựa theo lỗ tai, dựa theo cái không gian của mỗi người khác nhau. Giờ chúng ta cùng chỉnh cái lo này. Rồi mọi người thấy cái cần này nè, để chúng ta co cong nhỏ lại cái vị trí chúng ta để tránh trường hợp gọi là bị lem á. Cái cong nhỏ này nè là tránh trường hợp bị lem. Ví dụ như mọi người muốn nâng cái âm bass cái ở khu vực cái dải tầng đó mà mọi người đẩy lên mà nó bự quá thì nó sẽ bị lem những cái dải tầng mà mình đã chỉnh, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải ôm nó nhỏ lại để tránh trường hợp bị lem tín hiệu, bị lem âm qua các dải tầng khác mà chúng ta đã setup rồi. Còn nếu mà các bạn muốn đưa micro mà dày á, hoặc là chỉnh cái góc mà chúng ta mong muốn mà chỉnh ít cần thôi, thì chúng ta sẽ mở dải rộng ra ha, tùy theo trường hợp mà chúng ta ha. Thiên Vũ làm clip này để chia sẻ mọi người hiểu thôi, hiểu là quan trọng nhất, còn làm rất là dễ mọi người ạ. Cái vấn đề các bạn đừng có làm theo cái kiểu mà sách vở quá. Thiên Vũ trong cái âm thanh này các bạn hãy nghe theo cái lỗ tai theo bản thân mình. Đó là một lời khuyên, hãy nghe âm thanh theo bản năng của mình, chứ đừng có làm một cái kiểu làm việc một cách máy móc, làm việc theo một cái quy tắc nào, quy trình nào đó. Nên tự khả năng, tại vì mỗi lo khác nhau các bạn đừng có chỉnh theo, tại vì các bạn chỉnh theo nó cũng chất quốc à. Tùy không gian mà, tùy khác mỗi hết, nên mọi người lưu ý điểm này không làm theo nha. Mọi người có thể làm theo mà mọi người dùng cái cách này thôi, mà mọi người phải hiểu là cái khu vực này là chỉnh cái gì. Thì cái phần EQ á, nó sẽ đại diện cho bass trung chép thì chúng ta sẽ cắt thôi, giống như aqua laser trên lọc xì. Rồi, Thiên Vũ muốn đưa cái dải bass này lên để cho nó có sub. đây. Thì sau khi mà Thiên Vũ tăng cái giải này lên á, đây là cái giải 40 kg, đây là cái bản thân nó là một cái bass gọi là bass ù á, nó đây là bass kích nè, bass kích là bass lực á, bass tiếng ra rất là lực giống như trống á, còn bass ù nó ra một cái tiếng gọi là súp mềm á. Đó, để tiếng bass mình có mềm hay không là cái giải này rất là nhiều, là quan trọng nè. Đó, nhưng mà đừng lạm dụng thì nó sẽ bị ù. Thì chúng ta vừa có lo thì có thể là do không gian Thiên Vũ đang chỉnh ở trên cái lo này là nó đang là một cái không gian có thể nói là ở không gian môi trường bên ngoài thì nó khác. Khi mà Thiên Vũ đẩy cái âm này lên cao mà đang thu trực tiếp âm thanh từ cái mixer vô đây thì các bạn sẽ nghe bị sai. Nó 100 mà Thiên Vũ chỉ đang làm ví dụ nha mọi người ha. Mọi người lưu ý Thiên Vũ chỗ này. Đó. Đó, ok. Rồi ok. Bây giờ cái này sub á, mọi người có thể dùng cái này. Đó. Dụng này rất ok mà chúng ta cân chỉnh thôi. Giờ mình Thiên Vũ đang chỉnh ở không gian hiện tại thôi, chứ không có chỉnh. Chứ còn nếu mà Thiên Vũ chỉnh như thế này, tại vì âm thanh Thiên Vũ đang làm cho mọi người là thu trực tiếp từ cái van số xuống, mà nếu mà chỉnh như thế này là nghe nó kỳ cục lắm. Đó, nhưng mà kệ, làm cho mọi người hiểu. Đó, mọi người thể làm sao cho nghe nó ok nhất là được, theo cái lỗ tai của mình đi. Đừng chỉnh theo một cách máy móc hay làm theo bắt chước ai 100% nguyên si. Hãy tùy biến theo sở thích của mình. Rồi, lay nhạc lên lại. Rồi các bạn muốn chỉnh chép bass cho đây, chúng ta chỉnh đây nè. Đó, giải ký. Rồi. Mọi người lưu ý, cái giải micro của mình á là nó sẽ từ đây, để từ đây 1 kg, 2 kg. Đây. Cái giải micro của mình từ đây nè mọi người. Từ đây 2 kg trở lên. Đây. Đến cái 8 kg. Cái 8 kg á là cái giải gọi là giải xì mọi người, 7 kg. Đây là giải xì nè, giải xì đây nè. Xì, tiếng xì đuôi, tiếng là cho tiếng mình nó mỏng nó sáng lên á. Xì đây. Còn cho mid mà mình dày hơn thì trong phạm vi ở đây. Độ mid dày. Mọi người nhìn nha, tại vì mỗi cái EQ nó có vị trí ở giải tầng khác nhau nha mọi người. Bản thân mọi người cũng nên dò cho nó chắc cú, tại vì khi những van số này mỗi cái nó khác nhau mọi người, đừng có thấy Thiên Vũ chỉnh gần đây mọi người. Một số van số cái giải đó lại nằm ở giữa này. Nên mọi người lưu ý đừng làm theo nha. Đây làm để hướng dẫn cho mọi người hiểu nha, chứ không phải làm theo giống như vậy nha. Nhưng mà ai mà làm xài cái KX200 thì làm theo cách này. Thì đây là những vị trí của 4 kg. Chúng ta phải nhìn theo thông số nha. Rồi, ok. Đưa đề xì lên coi, nghe nhạc cái xì lên coi xem. People need treat as a rubber papa fastest, and that's the only way to prove you love them. Mọi người thấy không? Thấy cái hiệu ứng nó chỉnh không? Và đây chia sẻ mọi người luôn, đây chính là Aqua Laser của mình. Mình chả hiểu tại sao có một số bạn bán khoan số cho khách rồi mà lại tư vấn khách mua thêm cái Aqua Laser là làm gì? Thì ở đây. Các bạn muốn Thiên Vũ nói các bạn có tin hay không á, thì các bạn hãy dùng cái Aqua Laser, các bạn hạ hết cái cần xuống coi giống như Thiên Vũ chia sẻ các bạn hay không nha. Đó. Mọi người thấy không? Khác không? Khác nhiều chứ. Ủa cái cần đâu có tiêu rồi. Ở đây. Rồi ok, cái đó là về cái chỉnh EQ cho đây mọi người, tùy biến ha. Chúng ta nghe chất âm giải âm nào thì ở đây nó hiện số ký, mọi người dựa vào đây nè, đây là bass trung chép mọi người có dựa vào đó. Rồi còn bass này Thiên Vũ không tăng lên được, tại vì tăng không gian thì nó kỳ cục lắm, tại vì tùy theo không gian, tùy theo lo nữa, mà có sub thì phải chỉnh khác nữa ha, có sub thì chúng ta chỉnh khác. Còn đối với micro các bạn nên lấy là từ 100 Hz trở lên thôi. Đây 100 nè. Các bạn thấy 100 không? Rồi cái vụ này cong nè. Các bạn đừng làm theo kiểu máy móc là đừng bao giờ có đẩy được quá dB. Cái cây này quá dB không quan trọng. Cái chỗ đẩy này nè không quan trọng, mà quan trọng cái đường viền trắng này nè. Nó nằm đúng vị trí mà bạn đang mong muốn thôi. Đừng có quan trọng cái này nằm ở đâu. Người ta nói bạn nó lên EQ không quan trọng. Không quan trọng cái chỗ này đó. Giờ Thiên Vũ muốn cho cái lấy 100 kg nè, nhưng mà lấy vậy nó đang băng ngang quá thì nó bị mắc hết bass rồi. Đó, mắc hết giải rồi. Giờ Thiên Vũ làm sao để cho nó ôm làm sao mà cho cái này nó vuông góc lên, 100 kg lên gọn trên đây nè. là đúng. Chúng ta sẽ lấy theo đường viền trắng này. Đừng quan trọng vì những cái nút bên đây, đừng quan tâm. Rồi, bây giờ làm sao cho nó cong chỗ này đây. Đó. Từ từ. Biết mà, để nó thẳng lên nè, từ từ. Rồi. Từ mình sẽ, nói chung là chúng ta coi như chơi này chơi xếp hình đi. Đó, thì Vũ đưa số 2 lên nè. Đó. Lên lên lên. Thường thì những cái dòng mà làm các phần mềm làm nhạc á, hoặc là những cái dòng digital có thể cắt được tốt hơn, nó cắt gọt ngang này mọi người, gọt lên tới đây xong nó cong nhỏ thôi đi thẳng. Nhưng mà những phần mềm văn số nó không có được cái tool đó thì chúng ta tận dụng những cái EQ mà số lượng nhiều EQ đó, chúng ta sẽ biến tấu nó để cho nó gọn gọn. Thì Vũ hạ số 1 hết nè. Giống như ship hình vậy đó mọi người, đơn giản lắm. Không có gì khó đâu, khách hàng cũng đừng lo. Đó, đó là mid ha. Rồi xì nè, xì nó nằm ở 18 kg. Mỗi khi mà mọi người chà thế này, mọi người thấy cái hình ô vuông trắng không? Thì ô vuông trắng đang chạy dưới không? Nó sẽ hiện cái số ký mà một cái cần đang đứng vị trí đó. Thì ví dụ các bạn biết cái chỗ tiếng xì là 8 kg nè. Đây 8 kg nằm đây. Đó. Đúng rồi. Cộng ra xa xíu, xa ra xíu. Quay về không thấy. Rồi. Mọi người thấy tiếng xì không? Đây. Đó 8 kg là xì nè. Bây giờ muốn xì các bạn sẽ bị lem qua. Tại vì cái phần mà từ 8 kg trở lên á, xin lỗi mọi người, từ 12 kg á, 8-12 kg là tiếng xì của mình. Mà từ 12 kg trở lên á, 12 đến 16 kg á, còn lại là của nhạc cụ nha mọi người. Nó không liên quan gì cho mít trong đó nha. Phần đó dành cho cái độ âm sắc chi tiết của nhạc cụ luôn. Giờ các bạn không muốn lem, không muốn tiếng xì nó lem qua những cái nhạc cụ hay là lem qua cái giải mà mình đã chỉnh ở khúc bên đây, thì chúng ta gom gọn lại. Đó, hoặc là chúng ta dùng cái này để chúng ta xử lý hú tùy trường hợp ha. Dùng RTA chúng ta đo, dùng nó hú quá hoặc là như thế nào đó, nhưng mà âm thanh mà các bạn chỉnh sạch là nó sẽ hay thôi, không có lo sự hú đâu, yên tâm. Trừ khi phòng mà bị quá dội thôi. Lô xì, lô xì, lô xì, xì lô. Alo, 1 2 1 2 6 7. Thôi mình chỉnh sơ thôi ha, chứ còn giờ không biết chỉnh sao cho mọi người, chứ để mọi người hiểu là được rồi. Đại hát thử một vài câu đó cho đại cho rồi đi ha. Lô 2 6 7 1 2. Lô lô 2 6 7 2 1 2 1 2. Thầm xanh tất cả. Xì ít quá nè, xì nhỏ quá nè. Tại do mít đang đẩy nhỏ. 2 6 7 1 2 1 2. Alo, mình đang đẩy gen mid lên. Low 1 2 1 2. 2 kg đây. 16 kg. 16 kg cái đây. Ok. Alo, 1 2 1 2 6 7. Alo, 1 2 1 2 6 7. Thâm thanh 1 2 6 7. 2 sáng. Send by me. Đến bay mình. Rồi ok, bây giờ tới echo đi. Chứ còn chỉnh đó khó quá, bây giờ tới echo nè. Chỉnh đó thì biết khi nào mới xong. Rồi tại setup cũng hơi lâu, phải nghe nữa. Bây giờ chỉnh mọi người biết dùng đi đã. Luôn, hay bây giờ tới echo. Cái mid, cái mid DRIL level này tức là nó muốn mọi người là biết. Hầu như là nó không ra tiếng, nó muốn là mọi người là khi mà có echo các bạn muốn đưa cái micro thô là tức là cái lực micro mà các bạn hát nhẹ không là cái này nè. Các bạn số ký 200 hát nhẹ không là các bạn này nè, tức là nó sẽ bao gồm là cái tiếng thô của micro sẽ nảy cao hơn so với là cái effect. Thì nó effect chỉ là một phần hỗ trợ thôi, nhưng mà còn cái lực của cái mic ra là quan trọng, là cái chỗ này nha bạn ha. Lực cây mic ra, nó đưa cái micro thô vô chung với trộn chung với lại effect luôn. Nhưng mà thường thường các bạn nên để chuẩn đi 0 decibel để tránh trường hợp gây hú. 0 decibel là một cái chuẩn âm thanh, nó đã chuẩn thế giới rồi, các bạn cứ làm chuẩn là được, đừng tăng cao quá. Alo, 2 6, bây giờ mở effect lên đi. Alo, 2 6 7 1 2. Lô, lô, lô. Thâm sân bass. Đó, các bạn nghe echo chưa? Rồi bây giờ reverse nè, reverse. Rồi, bỏ đi. Đó, bây giờ đây chỉ là có reverse thôi. Còn đây là volume của reverse. Còn nãy là chỉ là echo thôi. Đó, echo. Ha, echo. Còn đây là reverse. Reverse tăng lên, mình sẽ phối hợp hai cái. đó. Còn đây là cái tham là cái đuôi của reverb nè mọi người đó. Còn đây là số lần, cái đây là thời gian lặp lại. Mình thử cái thời gian lặp lại nha. Khi mà các bạn giảm thông số này càng nhỏ thì cái tốc độ lặp lại nó càng nhanh đi, và tức là nhanh đi thì nó tương ứng với điều là cái echo lặp lại các bạn sẽ ngắn hơn. Thử testing. Đó, hiểu chưa? Mọi người hiểu cái công cụ để làm gì chưa? Thì mọi người hiểu nó làm gì đi đã là mọi người sẽ chỉnh được. Chúng ta không làm việc qua kiểu máy móc. Rồi, xong hiểu một cái. Nó giống như âm ly thôi. Repeat là cái như là số lần lặp lại đi mọi. Tức là các bạn muốn khi mà nó lặp lại echo bao nhiêu phần trăm á thì nó tăng lên. Tăng ví dụ như nó có 10 lần. Tăng cao lên thì nó sẽ được 11, 12. Đó, vậy đi. Ha. Rồi, nó chỉ đơn giản các bạn chỉ cần tập những cái này thôi. Còn cái này là nó sẽ lặp lại theo cái tiếng là re-delay. Tức là khi mà các bạn alo cái thì khi nào bắt đầu nó sẽ alo lại lần nữa đó. Bạn hiểu không? Alo xong rồi bao lâu nó sẽ alo lần nữa. Nó tính theo trên mi giây. À, ok. Mình chỉnh ít echo, mình hát nặng ngoài nha. Chứ để nếu mà mình chỉnh nhiều echo quá thì đâm ra thu nó sẽ bị dư. Testing luôn. Hey, sầu bì một hey. Thâm minh messi. Thâm. Từ đó ta yêu em. Bật nhiều quá. Từ đó ta yêu em. By me, stand by me. Rồi, echo. Vậy chứ mà thu ra nó rất là nhiều echo nha. Rồi, hát thử nha mọi người. Rồi, bấm vào đó luôn đi. Rồi, quay anh đi. Mình đã quay xong mọi người sơ sơ thôi. Đói bụng quá rồi, giờ hết nói nổi rồi. Quay sơ sơ cho mọi người thôi. Mình không có chỉnh chuẩn, mọi người đừng làm theo cái cách chỉnh này nha. Mọi người, Thiên Vũ chỉ hướng dẫn cho mọi người cách công cụ để biết cái đó để làm cái gì thôi, chứ Thiên Vũ không chỉnh cho mọi người chỉnh hay nha. Tại mỗi cái nó khác nhau. Mọi người có thể áp dụng cái clip này áp dụng cho được nhiều vạn số cái khác lắm. Chúng ta chỉ hiểu cái công cụ nó làm cái gì thôi. Còn cái giải ký của cái cần mà cắt EQ á, các bạn nên để ý là không phải là cái giải ký nào cũng giống nhau nha. Các bạn phải nhìn cái con số nha. Chúng ta phải nhìn số, chúng ta đừng có nhìn cái khu vực là sai á. Mỗi cái vạn số nó khác nhau hết á. Lưu ý cái chỗ đó giúp mình. Rồi, ok, thử vai nào đi. Rồi, mượn mút nhạc đi. Từ khi quên em, anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu anh, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha, cho hồn đắm say. Cuồng tình ở dài lâu, ngủ sâu vòng tay êm ái. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Lòng cay đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu lời thương em đã quên, đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình tôi xót xa. Ok, xin chào mọi người. Hôm nay chị em tối đói quá rồi. Ok, giờ mình cũng đói lắm rồi á. Nhưng mà thật ra thì làm một cái clip á, thì nếu mà làm kiểu sơ sài á thì rất là nhanh. Thiên Vũ chỉ cần làm đưa vô hiệu ứng vài cái effect tí xíu là xong thôi. Nhưng mà mình muốn làm một clip mà chia sẻ cho mọi người á, với khách hàng người ta xem một cái gì đó nó hơi lâu thật. Lâu có lâu thật á. Thiên Vũ cũng lâu vậy, đâu ai mà muốn mình mất thời gian đúng không? Nhưng mà cái clip nó đưa ra cho mọi người cái gì cũng gọi là cái chất nó rất là thật, nó rõ ràng để cho mọi người có thể xem. Còn nếu gặp những bạn nào mà chúng ta cảm thấy mất thời gian các bạn quá, các bạn có thể xem, các bạn có thể bỏ qua và đi qua clip khác các bạn coi. Những clip khác tôi làm tốt hơn thì các bạn cứ qua clip khác các bạn coi ha. Thì cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi Thiên Vũ trong thời gian vừa qua. Cũng các bạn nên nếu thấy hay thì hãy like và subscribe channel Thiên Vũ để xem những clip hay hơn, và đừng quên ủng hộ Thiên Vũ nhé. Còn bây giờ thì các bạn có thể xem em quay sơ về cái ruột cho mọi người xem. Nãy giờ đang xét thực tế đây chứ mọi người đang tưởng đang làm con văn số khác. Ở đó mọi người thấy không, đang xét thực tế ha, mở ruột mọi thứ cho mọi người hết rõ ràng. Clip lâu nhưng chất. Bạn nào thích làm clip, coi clip nào nhanh gọn hơn thì qua kênh khác. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye.